Truyện ngắn nơi công sở. Cà phê định mệnh. Người ta bảo cuộc đời có đôi lúc xoay quanh những tách cà phê. Tôi chưa bao giờ tin điều đó cho đến một ngày thứ sáu định mệnh ấy, ngày mà mọi thứ thay đổi. Sáng thứ sáu hôm đó, tôi bước vào văn phòng với tâm trạng uể oải như mọi ngày. Tòa nhà văn phòng cao chọc trời, nhưng sự nhộn nhịp và áp lực công việc khiến tôi cảm thấy như bị nuốt chửng. Tôi thèm một tách cà phê ngon lành để khởi đầu ngày mới, nhưng máy pha cà phê của văn phòng lại hỏng từ hôm qua. Lại một ngày dài đây, tôi lẩm bẩm và thả mình xuống ghế. Hôm nay, lịch họp kín mít và công việc chất đống như núi. Tôi cảm thấy như sắp bị đè bẹp dưới áp lực công việc. Mở máy tính, tôi thấy một email mới từ sếp với tiêu đề, khẩn. Không cần mở cũng biết, đó là một dự án mới với deadline vô lý. Không thể chịu nổi, tôi quyết định ra quán cà phê gần đó mua một ly latte cho tỉnh táo. Bước vào quán, mùi cà phê thơm nồng và tiếng máy pha cà phê kêu xèo xèo làm tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Khi đến lượt mình, tôi ngạc nhiên khi thấy người phục vụ là một cô gái trẻ, có nụ cười rạng rỡ. Cô ấy không chỉ đưa tôi ly cà phê mà còn kèm theo một tờ giấy nhỏ. Đây là món quà đặc biệt của quán dành cho khách hàng thứ 100 trong ngày, cô nói và mỉm cười. Hy vọng anh có một ngày tuyệt vời. Tôi mỉm cười nhận lấy ly cà phê và tờ giấy. Khi ra khỏi quán, tôi mở tờ giấy ra xem, đang tưởng bở biết đâu là số điện thoại của cô ấy. Tôi hơi thất vọng khi trên đó viết: một nụ cười có thể thay đổi cả ngày của bạn. Hãy thử cười với ba người hôm nay và xem điều gì xảy ra. Tôi lắc đầu cười, lại một trò marketing. Nhưng khi về văn phòng, tôi quyết định thử xem sao, đằng nào cũng đang chán. Người đầu tiên tôi cười với là chị Lan, cô đồng nghiệp ở phòng kế toán. Chị luôn bận rộn và hiếm khi thấy cười. Khi tôi chào chị với một nụ cười thật tươi, chị bất ngờ và mỉm cười lại, mặc dù hơi gượng gạo. Tiếp theo là anh Bình, người hay đến hỏi tôi về các vấn đề kỹ thuật. Tôi luôn thấy anh căng thẳng và lo lắng. Khi anh đến bàn tôi chào anh với một nụ cười và hỏi xem ngày của anh thế nào. Anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười và bắt đầu kể về kế hoạch cuối tuần của mình. Người cuối cùng là sếp của tôi, người mà tôi ít khi dám cười đùa. Khi vào phòng họp, tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Sếp nhìn tôi một lúc, rồi cũng mỉm cười. Cuộc họp diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cả ngày hôm đó, tôi thấy mình làm việc hiệu quả hơn và tâm trạng tốt hơn hẳn. Những nụ cười không chỉ làm thay đổi không khí xung quanh mà còn làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Khi về nhà, tôi ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra và nhận ra rằng, đôi khi, chỉ một hành động nhỏ như nụ cười cũng có thể làm thay đổi cả ngày. Tôi quyết định giữ tờ giấy đó trong ví như một lời nhắc nhở cho mình. Cà phê định mệnh đã dạy tôi rằng, đôi khi, sự thay đổi lớn nhất đến từ những điều nhỏ bé nhất.